Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt thì tiếp tục về series thử thách ngụy trang để trốn tìm. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách ngụy trang trốn tìm ở nhà em tới Tô Tè nhá. Thì đây là rất nhiều ý kiến của các bạn yêu cầu. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có 4 thành viên chơi: Phương Hữu Côn, tới Tô Tè, em Hiếu Ruồi và em Phương Hữu Phòng. Và luật chơi cũng như mọi ngày thôi, mọi người ngụy trang thành cái gì thì ngụy trang. Tôi sẽ có 20 phút để đi tìm. Và nếu người thắng cuộc sẽ giành được 1 triệu đồng từ tôi nhá. Các bạn ơi, hôm nay trốn tìm nhà tới các bạn ạ. Tôi nhiều dự định ở trong đầu tôi lắm rồi đấy. Ngoan, tôi nghĩ là tôi vào phòng vợ tới đầu tiên các bạn. Trốn tìm kiểu gì thì trốn, ngụy trang thế nào thì ngụy trang, mà ngụy trang thành cái gì thì tôi luôn luôn là ứng cử viên chức vô địch nhá các bạn nhá. Thì hy vọng hôm nay tôi sẽ chiến thắng để giành 1 triệu đồng từ bác Ngọt các bạn ơi. Lâu lắm rồi trốn tìm tôi chưa được giải thưởng rồi. Thì hôm nay lại trốn tìm ở nhà tôi thì tôi sẽ cố gắng giành được giải thưởng ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn ơi, thì thử trách ngụy trang trốn tìm của bác Ngọt thật chứ tôi toàn bị bắt đầu bắt hai. Nhưng hôm nay tôi sẽ cố gắng là giành là người chiến thắng nhá. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Bây giờ mọi người sẽ có 10 phút để đi ngụy trang, bắt đầu. Thì trước khi vào video tôi xin được giới thiệu các bạn app chơi game mà có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Và chương trình hoàn trả lạp Tết Đoan Ngọ chính thức được bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6. Hoàn trả ngay với đơn nạp chỉ từ 150.000. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là tiền nhanh, nạp qua hình thức thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một loại game mà chúng ta yêu thích, như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cách chơi của game bắn cá này cũng rất đơn giản, thì chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản chúng ta. Và bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Và để có thể rút được tiền thì chúng ta hãy tiến hành liên kết với số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Như vậy đây là một app chơi có rất nhiều loại game hay và chúng ta có thể giải trí cũng như kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Các bạn ơi, thì hôm nay là thử thách ngụy trang trốn tìm ở nhà tôi các bạn. Nhà tôi đi bé tí tìm một lúc là thấy anh Ngọt, trình độ anh Ngọt thì làm gì không tìm thấy hết các bạn ạ. Nhưng mà tôi hôm nay tôi nghĩ cách rồi, đằng nào cũng bị bắt. Hôm nay tôi sẽ cho anh Ngọt nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy một cái mặt lạ của tôi chưa? Hôm nay tôi sẽ trốn vào trong chỗ này cho tối nhé các bạn. Anh Ngọt vào đây tìm cái là tôi. Wow. Các bạn ơi, tôi đã chạy lên phòng tới rồi nhé các bạn nhé. Tôi vào đây tôi nhìn thấy cái váy các bạn ạ. Tôi sẽ ngụy trang thành vợ tới nhé các bạn này. Vợ tới bằng cái váy đỏ này các bạn này. Đẹp mê ly mê hồn luôn các bạn này. Các bạn đợi tôi một chút để tôi ngụy trang gái nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, thì thử thách cho ngụy trang trốn tìm ở nhà tới Tô Tè thì sau một thời gian tôi suy nghĩ, tôi vắt óc suy nghĩ thì tôi đã ngắm kỹ rồi. Hôm nay là bố anh tới không ở nhà các bạn ạ. Tôi sẽ giả danh làm bố tới và sẽ ngồi sửa ống nước ở nhà bếp nha các bạn nhé. Tôi đã ngụy trang thành bà nội của tới nhá các bạn nhé. Bà nội của tới được kết hợp với em Cường đây thì tôi sẽ làm bà nội của tới ở nhà trông với em Cường nhé các bạn nhé. Ờ các bạn ơi, như vậy là 10 phút dành cho mọi người đi ngụy trang đã hết. Bây giờ tôi sẽ có 20 phút để đi tìm các bạn nhé. Đấy, thì nhà tới thì thực sự nó cũng rất là rộng. Đấy, thì bây giờ chiến thuật của tôi thì luôn luôn là tìm ở xung quanh trước các bạn, để xem là hôm nay là mọi người sẽ ngụy trang thành cái gì nhá bạn nhá. Ở đây thì mấy cái bình nước kia thì không thể nào mà chui được vào rồi. Đây các bạn này, nhà tới là có cái loại đào này. Các loại đào này tôi thực sự là tôi rất thích ăn cái loại đào này nhá. Đấy, tôi là tôi vẫn tìm ở rìa trước, xong rồi mới tìm vào trong nhà các bạn này. Hãy làm cái đào hết cho nó đỏ. Các bạn ơi, ở trong này thì nó rất là tối nhá các bạn nhé. Thì mặc dù ở nhà tôi thật đấy nhưng mà tôi vẫn sợ ở chỗ này nó con rắn nó phè ra thì khổ lắm các bạn ơi. Thế nào mình lại chọn trốn trong chỗ này, bây giờ muốn ra cũng không ra được. Các bạn ơi, tiếp tục ở đây có một cái đống này tôi không biết nó là đống gì, không biết nào. Có ông nào ngụy trang à không? Đây là đống thóc các bạn nhá. Đống thóc ở đây thì rất là chắc rồi. Thì tôi nghĩ là sẽ không có ông nào ngụy trang được vào trong này cả. Và hôm nay thì là sẽ có 4 người chơi: Phòng, Côn, Tới và Hiếu. Đấy, trong 4 người đấy thì tôi khả năng tôi đánh giá cao nhất vẫn là Phòng và Côn các bạn. Các bạn ơi, không biết mấy thằng kia nó hóa trang thành ai không biết nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà tôi vẫn lo cho Tới các bạn. Vinh nó không có ở đây nha, tôi đã thấy thằng Hiếu nó đi lên trên tầng làm gì. Cốp xe đây thì là rất là chắc rồi nhé các bạn, không thể nào mở được các bạn. Khả năng là Tới nó khóa xe ở trên này các bạn. À đây vẫn mở được. Đây thì tôi nghĩ là sẽ không có ông nào trốn được rồi. Đấy.
Đây cũng không có nữa nhá. Nếu mà trốn ô tô này thì nhìn phát nó lại thấy ngay, cũng rất là đơn giản. Rồi, thì tiếp tục mà tôi sẽ vào trong này các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy tôi ngụy trang nào có giống bố tớ không? Thật chứ giá như tôi mà là bố tớ thì thật chứ. Còn tầm này tôi sai tớ đi sang châu Phi bắt con cua hoàng đế về tôi ăn các bạn ạ. Các bạn ơi, thì đây nhá. Tôi sẽ mở cái này ra và tôi sẽ giả danh là bố tớ đang sửa ống nước các bạn ạ. Các bạn thấy ống nước ok, thật mà tôi cứ ngồi đây sửa giúp đầu ở đây là chứ văn ngoặt chắc không bao giờ biết tôi là ai. Tiếp tục vào đến cái khu vực này các bạn nhá. Ở đây thì có mấy cái chuồng trại, chuồng lợn, chuồng gà, chuồng bò, chuồng chó là tới. Đây các bạn này, ở đây thì có mấy cái đống này thì nhưng mà cũng không có ông nào trốn đâu. Ấn như này thì đây tôi thấy là toàn thế những cái bao với cả cái dây bóng. Ở đây có mấy quả mít các bạn ạ. Quả mít này mà tí thằng tới mà không gói nhanh và tí thằng Hiếu kiểu gì nó cũng đầy hai túi quần. Đấy. Rồi. Ở đây là cái chuồng gà nhá. Chuồng gà ở đây thì tôi nghĩ là cũng không có đâu. Đấy, các bạn nào nhìn thấy phát là nó thông thoáng này là sẽ không có ông nào trốn được. Trong mấy cái bao này liệu có khi nào là có ông nào rút được vào đây không? Mấy cái bao này tôi cũng nghi ngờ lắm các bạn. Cái đạc bên này thì có khi lại ăn. Các bạn ơi, tôi đã hóa trang xong rồi các bạn ơi. Nhìn thấy thôi tôi ngoan không các bạn? Mỗi tội chơi hơi đen tí thôi, nhiều sẹo tí thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ thằng nào lại chạy lên đây dí nhầm tôi thì chết các bạn ạ. Mai tôi lại không đi được chân phòng kiềng thì chết các bạn ạ. Sợ lắm. Tôi nghi ngờ từ nãy là ở trong cái xe cải tiến này các bạn. Không biết có ông nào trốn không nhá, tôi thử xem nào. Đây thì cũng không có rồi. Thì là tôi nghĩ là ngày hôm nay là mọi người cũng sẽ chỉ trốn ở trong nhà thôi. Đấy các bạn là trời ở ngoài nó đang mưa lất phất đấy các bạn ơi. Cũng rất là khó rồi nhá. Ở trên này không biết là có ông nào trốn, tôi thử đứng cao này tôi quan sát à. Đây cũng không có à. Thì nói chung là ngày hôm nay vẫn là thử thách ngụy trang chứ không phải là trốn tìm nhé các bạn nhá. Ngụy trang khác mà trốn tìm khác ạ. Ngụy trang để đi trốn thì mọi người phải ngụy trang thành một cái vật gì đó hoặc thành một ai đó. Đấy. Ở đây thì cũng không có. Hôm nay trốn tìm thì tôi lại gáy tiếp nhá. Ở nhà tôi thì tôi phải gáy mạnh rồi các bạn này. Hôm nay ông nào bị bắt đầu là ông đấy ngu và đần nhất tem nhá các bạn nhá. Các bạn tiếp tục vào trong đây là cái ui. Các bạn trong này là cái bếp cũ các bạn. Bếp kiểu ngày xưa ấy. Đấy, ở trong đây thì cũng không có ông nào trốn rồi. Vừa ở kia có cái chuồng lợn mà thằng tới ấy. Nó là lợn mà nó lại không ngụy trang thành lợn. Đây thì không có. Rồi tiếp tục, bên này hình như cũng có một cái nhà kho nữa này. Các bạn này, tôi nghe thấy anh Ngọt phân tích ở gần đây rồi các bạn này. Bây giờ tôi sẽ buông cái này xuống nhé. Anh Ngọt vào là tôi chọn. Còn nếu mà anh Ngọt không vào đây thì là tôi thoát, là tôi thắng. Ngon đi. Trong này thì nó hơi tối các bạn ấy. Nó không biết đây là có người không. Ôi đây thì cũng không có rồi. Ôi các bạn ơi. Rồi đây là em tới nhá. Tới mày ngụy trang thành cái gì đây? Giật cả mình sợ thế. Con ma. Hả? Ma. Ngụy trang thành con ma rồi đi ra đây em ơi. Em ngụy trang con ma thì em đi ra đây. Rồi các bạn ơi. Tới là ngụy trang thành con ma nhưng vào. Nhưng mà dù sao kể cả mày không ngụy trang, nếu mà trốn đấy thì tôi vẫn bắt được thật. Vẫn bắt được nhưng ngụy trang chủ yếu ngụy trang để dọa anh thôi. Đấy, ngụy trang thành có cái mặt lạ này cũng được đấy. Rồi các bạn ơi. Như vậy là tới bị bắt đầu tiên nhá, tôi thử xem giờ xem nào. Rồi. Rồi, thời gian đã trôi hết 5 phút thì đã bắt được tới nhá. Rồi, bắt đầu tiên rồi. Bắt đầu tiên, giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển để bắt người thứ hai. Các bạn ơi, ngồi đây tôi sửa mà thấy nghe thấy ông tới lợn thì bắt. Chắc là ngụy trang con lợn rồi, chúng lợn hay sao. Ngủ chi. Rồi các bạn ơi, như vậy là 5 phút đầu tiên thì tôi đã bắt được tới rồi. Bây giờ là còn 15 phút nữa. 15 phút thì sửa xem và tiếp tục người thứ hai thì sẽ bắt được ai các bạn nhá. Cũng rất là khó, ở đây thì cũng có rất nhiều quần áo. Ui, đây toàn quần áo lao động nhà tới thôi. Cũng không có các bạn nhá. Thử thách này thì thực sự cũng rất là khó. Nhưng mà tôi là vẫn đánh giá cao côn hoặc là phòng các bạn. Các bạn thấy tôi đẳng cấp không? Tôi thì có 35 làm bà mẹ bỉm sứa rồi. Đấy các bạn thấy này, em bé này tì vẫn mồm vẫn ngậm tì mà đáng ngủ rồi này. Các bạn tôi khả năng mở lớp nhà trẻ giữ trẻ được các bạn ạ. Nếu sau này tôi không làm YouTube nữa
Các bạn ơi, vẫn chưa tìm hết cái khu vực xung quanh nhà tới các bạn. Xung quanh nhà tới nó còn những hai cái bên này nữa này. Đấy, thì tôi sẽ tìm hết ở đây. Rồi sau đó tôi sẽ tìm vào trong nhà. Đấy, ở đây thì có rất nhiều cây bụi rong hoặc cây ở đây nhà tới có cây chanh này. Đấy các bạn ơi. Hôm nào mà thịt gà sang đây hái lá chanh với cả chanh này mà vắt một chấm thịt gà thôi rồi các bạn. Ngon thế. Ở đây thì không có, tôi thử đi vào trong cái góc này các bạn ơi. Ở đây trời mưa này rắn nó dễ ra lắm, rồi nó đớp một cái thì lại tôi đã vợ con gì đâu. Rồi các bạn ơi. Ở đây thì đi sang nhà khác nhá. Các bạn ơi. Sau đây đất này đất nhà khác, nhưng nếu mà ông nào đi qua đây thì là sẽ bị phạm quy. Đấy, như vậy đây thì không có ông nào trốn mà không có ông nào ngụy trang ở khu vực này. Như vậy ở đây là không có. Giờ tôi sẽ tiếp tục đi vào trong nhà các bạn ạ. Các bạn ơi, phòng tới thế nào để thiết kế bé quá các bạn ạ. Nếu mà với sức của tôi mà vật lộn ở cái phòng này thì chắc không đủ để tôi vật lộn đâu các bạn. Bé lắm, quá bé. Chắc chỉ đủ tới thì vật lộn được thôi. Các bạn ơi, tiếp tục và tôi sẽ đi vào trong nhà của em tới nha các bạn nhá. Bà Ngoạt đang phân tích đi vào cửa rồi các bạn ạ. Em ơi, nặng im phối hợp với anh cần ăn ý rồi nhá. Ok em. Ui. À, các bạn ơi, nhà tới thì thật sự nó cũng rất là rộng. Ở đây thì có tới tôi tài đã bị bắt rồi. Và bà lộ của tới thì đang cho em bé ti bình các bạn à. Thì ở đây không biết là có người không nhá. Tới ừ? Xem có ai trốn đây không, mảnh mách anh thì em chia đều không á. Thôi 2 lít. Ừ. 2 lít đi trên tầng đi. Không, ở đây thì đằng sau tivi. Đi vào đấy tổ ong mới chích cho bây giờ. Ở đây có cái tổ ong các bạn. Nhưng mà sau tivi thì tôi nghĩ là cũng sẽ không có ông nào trốn rồi. Cũng rất là khó như vậy nhá. Xem ở những cái gầm bàn thờ này thì cũng rất là nghi ngờ các bạn nhá. Nhưng mà đây thì không có ông nào trốn này. Bọn côn nước là hay trốn ở những cái gầm bàn thờ này lắm các bạn. Các bạn ơi, từ này lại sai lầm rồi các bạn ạ. Vụ trước thì mang Vinh vào nhà là một sai lầm rất là lớn rồi. Nên lần này lại có mang thêm cái anh Hiếu, Hiếu ruồi các bạn ơi. Thì thật chứ anh Hiếu ruồi có lốt ruồi ở mép ấy, lại hợp với vợ tới các bạn. Vợ tới có lốt ruồi ở mép bên này, xong kiếm vào Vinh nữa. Thế là ok. Sao mà tiếp tục ở sang cái gian bên này nhọn nhá. Gầm giường là tôi phải tìm hết các bạn. Đây gầm giường thì cũng không có rồi. Chăn màn đây thì cũng không thể nào mà trốn được nha các bạn nhá. Hỏi cũng rất là khó. Có ông nào có khi lại chui vào trong cái ngăn tủ nhỏ hay không nhỉ? À nhưng mà tủ này làm sao mà chui được? Không chui được nhá các bạn nhá. Tôi cứ trêu đùa thế chứ ông nào chui được vào đây. Ở đây thì có rất là nhiều đồ chơi của bé nhà tới các bạn. Thì đây thì tôi nghĩ là cũng sẽ không nó giúp được vào đây rồi. Rồi ok. Các bạn nhìn tôi này thôi, tôi trong 20 năm kinh nghiệm thợ sửa ống nước các bạn ơi. Nhà nào mà nước thông, nước tắc, tôi đến tôi thông hết các bạn này. Có em nào mà tầm khoảng 1 giờ đêm, 2 giờ đêm mà hỏng óc uống nước thì tôi cũng alo và tôi sẽ có tới liền nhé. Rồi các bạn ơi, tiếp tục là đi vào trong cái gian bếp này nhà tới này các bạn ơi. Rồi đây không có. Ô chú Lâm ơi, chú đang làm gì đấy? Hôm nay không đi làm chú. Thì đây thì có mỗi bố và tới thôi nhé các bạn nhé. Xem là trong này có ai không. Ở đây là tủ quần áo của bà lộ tới các bạn. Đây toàn thế quần áo của bà già thôi. Đây cũng không có rồi. Chẳng là không. Thực sự là cái thử thách ngụy trang được có mấy người ở trong cái nhà nhỏ tí này mà cũng vẫn không tìm được ạ. Cũng rất là khó các bạn nhé. Ở đây thì cứ đóng hết rồi cũng không có nhé. Đây không rồi. Rồi tiếp tục là tôi sẽ đi vào trong cái khu vực này. Các bạn ơi, mấy thằng kia thì nó thật sự như biết tìm về ngụy trang đâu. Đi theo tôi về vấn đề chơi ngụy trang này chỉ đi xách dép cho tôi thôi. Khác gì mấy thằng đần đâu. Chán lắm các bạn, đầu óc kém phát triển, kém thông minh. Nên không bao giờ có sự sáng tạo trong cái môn ngụy trang các bạn. Quá buồn cho bọn nó luôn các bạn. Các tiếp tục đến khu vực này các bạn nhá. Ui, trong tủ lạnh nữa có ông nào trốn được trong tủ lạnh không nhỉ? Tủ lạnh bên nhà tới là toàn thấy đựng thịt thôi. Ui ôi các bạn ơi. Ở đây thì cũng có rất là nhiều đồ các bạn ơi. Toàn ô tô, xe máy rồi linh tinh hết. Cái này thì làm gì có ông nào. À các bạn ơi. Ui ôi. Tôi nhìn thấy cái này tôi tưởng là ông nào mặc thành cái váy chui đây. Không có rồi. Khó thế nhỉ. Các bạn ơi. Chỗ này là cái hầm giày, tôi tưởng là có ông nào nằm ở cái chỗ này. Khó thật. Chờ đến đây xem. Ở đây là có cái bể các bạn ơi. Thì đây thì không có người nhá.
Các bạn ơi, may quá bác Ngọt mà không nhận ra giọng tôi ấy này là giọng của tôi. Tôi nói thế mà cũng tin chạy ra ngoài. Bác Ngọt ngu chí thật. Các bạn ơi, tiếp tục vào đến khu vực này nhé các bạn nhé. Đây là cái chỗ phòng vệ sinh nhà tới các bạn ơi. Trong máy giặt thì cũng không có ông nào trốn được các bạn ơi. Thế này mà hôm nay nhà bé tí thế này mà tìm từ nãy giờ vẫn không thấy ai này. Bắt được mỗi tới đồ tè các bạn ơi. Trong nhà vệ sinh thì cũng không có nhá. Rồi, như vậy bây giờ là sẽ còn 3 người nữa các bạn ơi. Đó, đây có không? Cũng không có các bạn. Hiện tại bây giờ sẽ là còn Hiếu này, Phòng và Côn. Đấy, bây giờ tôi đang rất là nghi ngờ là có ông nào ông ấy luẩn ra ngoài các bạn. Chơi chiến thuật luẩn. Thì thử thách lần này là cho luẩn thoải mái các bạn nhá. Đấy, cho luẩn thoải mái thì mọi người trốn đâu thì trốn. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài này. Đấy các bạn ơi, tôi diễn hay đấy là bình thường. Nhưng mà em Cường này cũng diễn rất là hay, diễn y như thật luôn. Chốc nữa mà được phần thưởng thì tôi sẽ chia đều cho em đấy nhá. Phần thưởng có 1 triệu thì tôi sẽ lấy 8 mà tôi sẽ chia cho em đấy 2, được không các bạn? Bây giờ ông Rào ra đây ngụy trang thành cái cây hoặc cái bờ tường là cũng ăn đấy. Ôi ai đây? Ô, bà. Ô, không cả đây. Vừa bà mặc áo dài, bây giờ bà đã chuyển sang mặc áo tím rồi, áo ngắn tay à? Vẫn mặc áo này này. Ô, bà vẫn mặc áo này á? Thật à? Thật à, cái gì? Thế vừa đấy cháu tưởng bà ngồi trong nhà. Ở trong nhà vẫn mặc áo này. À thế à, thế các bạn ơi. Thế hình như có ông Thanh ngụy trang thành cái áo dài rồi, ra tay rồi. Này các bà cụ. Rồi. Người tiếp theo bị bắt là Phương Hướng Côn nhá. Côn hóa trang ngay thế nhỉ? Không các bạn ơi, mới đâu đi ra đây tưởng bà nội còn tới là cho em bé bú. Thằng Cường này còn bú như thật nữa. Được. Côn ngụy trang hay đấy các bạn ơi. Rồi như vậy là người tiếp theo bị bắt là Phương Hướng Côn nhá. Vẫn không thoát này. Rồi. Và tôi sẽ xem là thời gian bây giờ là trôi hết bao nhiêu phút rồi. Ui các bạn ơi, thời gian đã trôi hết 11 phút rồi cơ. Rồi, giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi tìm nhá. Tôi thấy anh Côn đang ngụy trang thành bà nội trông cháu mà đã bị bắt rồi. Tôi nghĩ là ngồi đây không ổn các bạn ơi. Tôi phải đi chơi tìm cái khác trốn đây các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, từ đấy bỏ sót Côn, Côn hóa trang thành bà nội của tới các bạn. Thì vừa đấy khả năng là có một ông sửa ống nước đây. Chết rồi. Sửa ống nước đây khả năng là thằng tới hoặc thằng phòng các bạn ơi. Vừa đã giả danh là bố của tới thì khổ thân tới ấy. Đấy, vừa lại trốn ở đoạn này nhé các bạn nhá. Thì tôi nghĩ là bây giờ hai ông đấy lại trốn lại ngược lại đây rồi. Rồi, bà. Ê, hai ông ấy khả năng lại luẩn rồi. Rồi, để tôi thử xem là xem có đây không. Mình vừa đấy là mình không để ý thế nào. Nhưng bọn này ngụy trang công nhận giống thật vậy. Rồi đi qua tôi còn không phát hiện ra cơ. Thật sự là quá là hay các bạn. Rồi, ở đây thì không có. Các bạn ơi, thì sau một thời gian thì tôi đã luẩn đến đây nhé. Rồi này. Tôi đến đây như là phòng anh tới gọi này. Hôm nay anh tới nói là vợ đi làm, không biết là đi chưa thì tôi sẽ lốc vào đây tôi trốn nhá. Chỗ này quá hợp lý rồi các bạn. Các bạn ơi, tôi nghe thấy tiếng khả năng anh Ngọt chạy đến đây rồi. Tôi khả năng đi trùm chăn vào đây các bạn ơi. Tôi trùm chăn các bạn ơi. Này. Ô, thế quái nào mà hôm nay mà vợ tới làm sao hôm nay về sớm đấy nhỉ? Cho nhìn các bạn này. Sao chân to thế? Vợ tới chân to thế. Ô, thằng này mày làm gì anh ấy? Mày định dí anh ở đây à? Ô anh ơi, sao anh lại lấp ở đây? Chẳng lấp ở đây nhá, mày vợ tới là mày có nhà, chẳng anh ngụy trang em nhìn thế này. Ngụy trang váy luôn đẹp chưa? Ngon em thấy anh ngon không? Ở đây tôi định nếu mà phải vợ tới thì tôi... Em thấy anh ngon không? Em có thèm dí không? Ngon nhưng mà chân đen lắm mày ạ, chân to như cái bàn cuốc ý. Ở các bạn ơi, tiếp tục là tôi sẽ đi lên tầng 2 nhà tới các bạn nhá. Thì thật sự là thử thách này cũng khó phết các bạn. Ở trên tầng 2 thì như là vợ tới hôm nay cũng ở nhà hay sao các bạn? Em ơi, em phải nghĩ chỗ khác trốn đi, đừng trốn cùng anh. Nhà mày chết thì anh chết thôi, em còn sống em ạ. Anh ơi, em đâu có ngu như thế. Thật chứ em vào đây để em xem có ai không, như có anh ở đây rồi thì em luồn sang phòng bên kia thôi. Rồi em đi sang phòng bên kia. Chứ ngồi đây với anh để chết chung. Đó, thì bây giờ tôi đã ở trên tầng 2 nhà tới rồi đã nhá. Thì như đây là phòng của vợ tới. Rồi tôi cứ thử vào xem hay có ông nào trốn trong đây không. Ủa trời vợ này. Hình như là vợ tới đang ngủ thật rồi. Bạn này. Đây là có vợ tới nhá. Đấy, tôi hôm nay tôi vào đây thì tôi có máy quay nhá, không là tới lại bảo tôi thế nọ thế trai. Cũng rất là nguy hiểm các bạn. Xem đây có ông nào trốn không. Biết đâu thằng
Hiếu ở cả phòng mà trốn ở trong phòng này đúng không? Xem đây, mấy cái ngăn tủ này cũng không có các bạn, cũng rất là chật. Nếu mà ngăn tủ này thì không thể nào trốn được. Trong gầm giường xem nào, cũng không có ai các bạn. Có mỗi vợ tới các bạn. Mà tài thật các bạn ơi. Vợ tới thì chân to đùi to thế nhỉ bạn nhỉ. Hôm nay còn mặc xịt Doraemon. Đây các bạn ơi. Mặc xịt Doraemon đây không phải vợ tới rồi. Thằng Hiếu rồi về. Ôi. Ôi. Mày Nguyễn Trang thành cái gì đây? Vợ tới. Mày đứng đây xem là xem có giống không? Ôi. Các bạn ơi. À, Hiếu tồn tại là Nguyễn Trang thành vợ tới nhá. Nhưng mà căn bản là chân điên quá nên bị phát hiện các bạn ạ. Rồi. Như vậy là người tiếp theo bị bắt là em Hiếu Tổ Tề nè, tôi thử xem nào. Ui, thời gian giờ mới trôi hết 13 phút thôi. Thế nào? Giờ tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm nốt ở phòng các bạn ơi. Thế nào mình không thoát được Nguyễn Trang thế rồi mà không thoát được. Cũng được nhưng mà bốn mắt của băng ngoạn. Chân điên em ạ. Các bạn này. Thật chứ tôi đi sang đây thì tôi nghĩ anh Hiếu bên kia kiểu gì bị bắt các bạn ạ. Thật chứ làm kiểu đấy đổi bại quá. Nếu mà gì thật chứ băng ngoạn bắt sớm thôi. Ờ các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 13 phút thì tôi đã bắt được em Hiếu Tổ Tề nhá. Thì là ra cái ngoài sân này thì không biết là có ông nào trốn không. À, ở đây thì tôi nghĩ là chắc là sẽ không có ông nào trốn được đâu. Tôi bảo có sai đâu. Thằng Hiếu Tù Tè đi chân to như con voi mà thò ra thì ai mà chả nhận ra. Thật ngủ như lợn. Bởi vì là ở đây thì trốn phát là sẽ lộ ngay các bạn. Thật sự là hôm nay video cũng rất là hay và thú vị các bạn. Thằng Hiếu thì nó lại ngụy trang thành vợ tới, mà Côn thì lại ngụy trang thành bà lội tới, còn tới thì lại ngụy trang thành con ma các bạn. Đó, thì ở đây thì cũng không có nhá. Thì tiếp tục tôi sẽ đi vào trong đây, sẽ có một cái phòng nữa các bạn. Các bạn này, tôi ngồi trên đây tôi thấy ba ông kia bị xích hết rồi các bạn này. Ba cái thằng đần chết chứ, không có tí IQ nào, không bao giờ bằng tôi được các bạn. Các bạn ơi, tiếp tục vào trong này là có một cái phòng nữa này các bạn ơi. Cái phòng này chả biết là để làm gì, hình như là chỉ để đồ thôi các bạn. Các bạn ơi. Thì đây chắc chắn là phòng rồi, bắt sống phòng ơi. Rồi, các bạn ơi. Người tiếp theo bị bắt là phòng nhá. Ờ, mày đang nghịch gì đây? Chỗ sửa máy đi gì? Các bạn ơi, vừa nãy là phòng mày có phải mày đóng giả thành ông sửa ống nước ở dưới tầng 1 không? Phải rồi bác. Được, Nguyễn Trang cũng được. Lúc ấy qua mắt được tôi là cũng mạnh rồi các bạn. Bây giờ trèo lên tầng 2 này cuối cùng vẫn bị bắt đấy các bạn ạ. Tôi thử xem thời gian nào. Rồi các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 16 phút thì tôi đã bắt được hết tất cả mọi người nhá. Thật sự là một thử thách quá là đơn giản. Thôi, đi xuống kia đi phòng ơi. Các bạn ơi, như vậy là thử thách ngụy trang trốn tìm ở nhà em Tới Tổ Tề thì ngày hôm nay sẽ không có ai là người chiến thắng nhá. Thì đây là thực sự là một cái thử thách cũng rất là thú vị và rất là hay. Thì Tới Hiếu ơi, em thấy cái thử thách này nào em? Thử thách này là sở trường của em rồi, tại vì đây là nhà Tới này còn có vợ Tới nữa thì sở trường của em rồi. Nhưng mà tôi không thắng được thôi. Các bạn ơi, nào Hiếu lại đâm theo vợ tôi. Thế nào anh Hiếu ơi, đừng làm em buồn cười. Rồi. Tôi chỉ thấy sợ ra Tới. Thằng Vinh nó đi rồi giờ lại đến thằng Tới. Rồi, bao nhiêu nỗi lo bây giờ tan ngập hết rồi. Đúng rồi. Mấy ông đổi bại làm Tới lo lắng suốt, dạ lại lo lắng đến béo hết cả người các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là một cái thử thách cũng rất là vui và thú vị. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay, đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Muốn nghe chúng tôi trốn tìm hay là ngụy trang ở đâu hãy comment nhé. Một nữa cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.